Alo, hiện nay đó thì có rất nhiều cái câu hỏi hỏi về sau khi mình tiêm Moderna, một loại vaccine Covid, phòng Covid, rồi không có Moderna nữa thì mình có thể chọn lựa cái vaccine nào để mình thay thế. Thì hiện nay trên thế giới người ta đã trộn giữa Moderna và Pfizer cho nên nếu mà chúng ta tiêm Moderna rồi sau đó chúng ta không có một cái vaccine nào hết, không có kịp cái vaccine Moderna, thì chúng ta có thể chích cái mũi 2 bằng Pfizer. Và đặc biệt ở những cái nước mà có vaccine Pfizer và Moderna, ngay cả một người bình thường đới chích ngừa mũi 2 và người ta không nhớ được là mũi trước người ta chích cái gì, người ta có thể chỉ nhớ được là tôi đã từng chích cái vaccine mRNA thông tin, thì cái người đó vẫn được quyền chích Moderna hoặc là Pfizer. Cho nên điều đó chứng tỏ là sau khi chích Moderna mũi 1, chúng ta vẫn có thể chích được Pfizer mũi 2 hoặc là ngược lại, bởi vì trên thế giới họ đã làm như vậy rồi.